Chiều ngày 4 tháng 8, đoàn liên ngành Ủy ban nhân dân quận kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty May Đồng Thăng. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận là trưởng đoàn, tham dự có lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc quận. Công ty Đồng Thăng có hơn 200 lao động làm việc thường xuyên, chuyên sản xuất mũ giày, địa chỉ tại tổ Hạnh Phúc 2, phường Tràng Minh, tất cả đều cư trú trên địa bàn Hải Phòng. Công ty đã thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Người lao động được kiểm tra thân nhiệt 2 lần trên ngày, đeo khẩu trang khi làm việc. Trong xưởng sản xuất có hệ thống quạt thông gió đảm bảo thông thoáng, có lắp vách ngăn ni lông giữa từng người làm việc, vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le. Hàng ngày đều tiến hành vệ sinh khử khuẩn. Công ty cũng đã đăng ký mã QR để khai báo y tế, có nhân viên y tế chuyên trách. Kết quả chấm điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đoàn đánh giá công ty thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận đánh giá công ty đã có ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận lưu ý, doanh nghiệp quán triệt quan điểm chống dịch như chống giặc, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho cán bộ người lao động, giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương. Doanh nghiệp phải xây dựng cụ thể các tình huống có thể xảy ra trong công tác phòng chống dịch và đề ra phương án xử lý, đồng thời quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho công nhân.